tiền đó hả? Đấy, nghe đi, anh em có một chuyện không? Chơi đây một tiếng nữa nó lên tới rồi. Thank you.
Chắc chưa biết. Đã nó vào sau lúc Nga đi ở à, như chú là Nga nó biết luôn ấy. Hãy
nguy vác sàng nguy hiểm bác à, lúc ai cũng chơi hết. Có cái kiểu em đưa bạn quá trời, bạn quá trời. Ăn xong cái em đủ mới quay lên đi hết. Ai nhập ông ông bún nè. Đó. Này làm cái gì đó.
đập ở ngoài cái con thằng lẻn đạn đủ má sẽ cũng giống một cái đó bạn con này Sure là được hưởng lợi nhiều nhất ạ. Chúng đúc quà nhanh chăng giờ chúng ta còn khắc hạ